Chiến đấu trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Đế quốc Mỹ năm 1968-1973. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương với chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực và không quân Mỹ, sử dụng phương tiện chiến tranh của Mỹ và vẫn do Mỹ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự. Với chiến lược chiến tranh này, Mỹ rút dần quân viện chinh và quân đồng minh để giảm xương máu của người Mỹ trên chiến trường và xoa dịu dư luận Mỹ, đồng thời quay trở lại thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt và mở rộng thành dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Để thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh, Mỹ tiến hành 3 thủ đoạn chính. Thứ nhất, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn để đảm bảo lực lượng chiến đấu và bình định miền Nam. Từ năm 1968 đến năm 1972, quân số Việt Nam Cộng Hòa tăng từ 820.000 lên 1,05 triệu quân. Đây là một cuộc diễu binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Sài Gòn vào năm 1971. Nhìn vào số lượng quân diễu hành, có thể thấy Mỹ đang cố gắng tận dụng hết mức xương máu của người Việt để thực hiện mưu đồ xâm lược của mình. Thứ hai, Mỹ cho tiến hành xâm lược Lào và Campuchia để cắt đứt tuyến đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn, còn gọi là đường Hồ Chí Minh, là mạng lưới giao thông quân sự và là tuyến hậu cần chiến lược Bắc Nam, có chiều dài khoảng 11.000 km, năm 1969, chạy từ miền Bắc Việt Nam qua Hạ Lào, Campuchia và tới lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Trước đây, Đế quốc Mỹ đã rất nhiều lần thả bom và lập hàng rào điện tử để ngăn chặn việc tiếp tế lương thực, vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam, nhưng không thành công. Vì vậy, Mỹ quyết tâm xâm lược Lào và Campuchia để dễ dàng cắt đứt được Trường Sơn tại lãnh thổ hai nước này. Năm 1970, Mỹ tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền trung lập Sihanouk ở Campuchia và lập nên chính phủ Tay Sai Loh, sau đó cho quân vào xâm lược đất nước này để tiêu diệt lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam đóng tại đây. Năm 1971, Mỹ mở các cuộc hành quân xâm lược Lào, đặc biệt là cuộc hành quân Lam Sơn 719, nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Việt Nam và cắt đứt được Trường Sơn tại đường chính Nam Lào. Thủ đoạn thứ ba của Mỹ là thực hiện chính sách hòa hoãn với Trung Quốc, Liên Xô năm 1972 để ngăn chặn viện trợ của các nước này cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Quyết tâm không để Mỹ đạt được mục đích, quân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đã kiên quyết đấu tranh trên mọi mặt trận. Trên mặt trận chính trị, ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, thay thế Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là thắng lợi chính trị, mở đầu giai đoạn chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của nhân dân ta. Chính phủ Cách mạng miền Nam là cơ quan đại diện hợp pháp cho quyền lợi của nhân dân miền Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tháng 4 năm 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp để biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Nhờ hội nghị này mà nhân dân Đông Dương đã đánh bại nhiều cuộc hành quân xâm lược của địch trên chiến trường. Những thắng lợi trên mặt trận chính trị đã cổ vũ quân dân ta giành nhiều thắng lợi trên mặt trận quân sự. Năm 1970, quân dân Campuchia phối hợp với quân đội Việt Nam đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân đội Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. Năm 1971, Liên quân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn, buộc địch phải rút lui khỏi đường 9 Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược cách mạng Đông Dương. Đặc biệt, trong xuân hè năm 1972, quân đội Việt Nam mở cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam nhằm vào ba hướng chính là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của ta đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược chiến tranh này. Tổng kết, chiến đấu trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Đế quốc Mỹ 1969-1973. 1. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ. Hoàn cảnh, được Mỹ thực hiện sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ. Công thức, Việt Nam hóa chiến tranh bằng quân đội Sài Gòn cộng hỏa lực và không quân Mỹ cộng phương tiện chiến tranh của Mỹ cộng cố vấn Mỹ chỉ huy. Âm mưu, dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Thủ đoạn, tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn, mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia, hòa hoãn với Trung Quốc, Liên Xô. 2. Chiến đấu trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Trên mặt trận chính trị,
Sự ra đời của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1969. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương 1970 biểu thị tinh thần đoàn kết chống Mỹ xâm lược của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Trên mặt trận quân sự, năm 1970, quân dân Campuchia phối hợp với quân đội Việt Nam đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của quân đội Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. Năm 1971, Liên quân Việt-Lào đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân Mỹ và quân Sài Gòn, buộc địch phải rút khỏi đường 9 Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược cách mạng Đông Dương. Trong xuân hè năm 1972, ta mở cuộc tiến công chiến lược vào ba hướng Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.